Sirei SRM930 là một trong những chiếc xe bán chạy nhất trong đầu năm 2020 của nhà máy Sirei Việt Nam. Chiếc xe này nổi bật với cái chế độ bảo hành 5 năm 150.000 cây. Hôm nay mình và các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu một chiếc xe SRM930 rất đặc biệt. Nó đặc biệt ở một số cái điểm. Thứ nhất là chúng ta sẽ có một cái bộ màn hình Android 10 inch cao cấp. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm một cái thùng bằng inox, nó không phải bằng tôn kẽm như những chiếc xe SRM930 mà mình đã từng giới thiệu trước. Mời các bạn hãy cùng đón xem cái video này. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đông Ben Mỹ Đình, ô tô thiện nhân hay còn gọi là Sirei Mỹ Đình. Hôm nay thì trước mặt các bạn có một chiếc có một cái chiếc xe Sirei SRM930 có một cái thùng inox rất là sáng, rất là đẹp. Đây là một cái phiên bản SRM930 rất cao cấp. Nó cao cấp tới từ cái chất liệu thùng. Cái thùng này thì hiện tại nhà máy làm nó sẽ đắt hơn so với việc các bạn sử dụng cái thùng bằng tôn kẽm khoảng 3-5 triệu. Ngoài ra thì tất cả mọi thứ vẫn rất quen thuộc. Đây là một trong những cái dòng sản phẩm mới của nhà máy Sirei Moto. Nó nổi bật với cái động cơ 1.5 lít, công suất cực đại 80 kW ở 5.200 vòng quay. Ngoài ra thì các bạn sẽ có một cái thiết kế hoàn toàn mới, đẹp. Nó cũng có thể gọi là một trong những chiếc xe mà có cái công suất máy, có cái sức mạnh vượt trội nhất trong tất cả trong cái phân khúc. Đấy, chúng ta sẽ có một cái xe mà các bạn nhìn này, nó có một cái chiều cao của thùng nó cao nhất. Các bạn sẽ không tìm thấy cái chiếc xe nào mà cái thùng nó cao như này, nó cao tới gần 1 mét. Đấy, và cái khoảng sáng gầm nó lên tới 35-40 phân, cho phép các bạn là lội nước an toàn ở trong các cái điều kiện ngập nước, nhất là trong thành phố Hà Nội. Thì chiếc xe này có một vài cái điểm đặc biệt, tí nữa mình và các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu. Thì không phải tự nhiên mà đây là một những chiếc xe bán chạy nhất trong đầu năm 2020 này. Thứ nhất là một cái sản phẩm mới thì nhà máy cũng chăm chút hơn. Nó sẽ định hình một cái thương hiệu Sirei lên. Nhà máy đã chăm chút cho nó rất là kỹ càng, rất cẩn thận. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy các cái hệ thống nhíp này, hệ thống khung gầm nó rất là chắc chắn, nó chắc chắn hơn so với các phiên bản xe tải nhẹ DB1021 cũng như là T30 trước đây. Để với những ai mà các bạn trải nghiệm cái xe này thực tế, các bạn lên xe, các bạn lái thử, nó sẽ cho các bạn một cảm giác tốt hơn nhiều so với những chiếc xe khác. Mà mức giá thì vô cùng phải chăng. Thế là hiện tại các bạn đang được rất là được lợi. Tại vì đây là một dòng sản phẩm mới, định hình thương hiệu mẹ của Đông Ben. Thế nên là nhà máy làm nó rất là chi tiết, làm nó rất là cẩn thận. Ở đây này, logo SIM rất là to bản, màu đỏ, từ cắn chắc trên lắp capo như này. Hệ thống đèn projector. Các bạn sẽ không tìm thấy được cái chiếc xe tải nhẹ nào 9x9 mà lại có cái đèn projector như này. Thế đây là cái sản phẩm trọng tải chỉ có 930kg thôi. Nó sẽ hoàn toàn phù hợp với những nghị định mới được áp dụng từ ngày 1 tháng 7. Đấy. Ở đây nước sơn cũng làm lại là nước sơn 11 lớp của nhà máy, chắc chắn hơn và nó không chất lượng kém như các chiếc xe khác đã làm lên tên tuổi của Đông Ben. Giờ mình mời các bạn vào trong cabin để chúng ta xem những cái điểm đặc biệt của cái chiếc xe này. Thì đây là một trong những cái sản phẩm mà mình có làm cái bộ option camera lùi, camera hành trình, một bộ Android. Đây các bạn nhìn đây, camera ở đây các bạn nhìn này. Ở đây là có một cái bộ màn hình Android kích thước lên tới để mình vặn nhỏ quả xuống, kích thước lên tới 10 inch. Đây là bộ camera lùi, camera hành trình có tích hợp Android. Cái bộ này thì ở ngoài các bạn mua sẽ khá là đắt đấy, thế nhưng mà ở đây hiện nay thì Đông Ben Mỹ Đình cũng đã hỗ trợ các bạn làm cái này. Với cái bộ MP5 của nhà máy thì nó chỉ có 7 inch thôi, nhưng mà nó không thể cao cấp bằng cái bộ này mình làm được. Cái bộ này thì hoàn toàn tiếng Việt, rồi là có kết nối Wi-Fi, Bluetooth cũng như là sóng SIM 4G. Tất cả mọi thứ đã nổi trội hơn rất nhiều so với cái màn hình chính hãng của nhà sản xuất là cái màn hình MP5. Cái màn hình MP5 ấy thì là nó sẽ không có tiếng Việt. Đấy, thì các bạn, những ai mà đang tìm hiểu cái chiếc xe đó, chiếc xe MP5 của nhà máy thì nó không có tiếng Việt, thế nhưng mà bản này mình làm là đã có tiếng Việt. Ngoài ra thì nó cao cấp hơn vì sử dụng được SIM cũng như là kết nối được Wi-Fi. Chúng ta sẽ có một chiếc xe hoàn toàn đầy đủ những cái yếu tố cần thiết cho bác tài xế, từ ghế ra này, trợ lực lái điện này, kính điện, khóa điện,
và trợ lực lái điện. Ngoài ra thì FM radio, đèn trần thì mọi thứ cũng rất quen thuộc. Thì nếu các bạn cần một chiếc xe mà để phục vụ cái nhu cầu chở hàng của các bạn, nhưng mà chúng ta có đầy đủ các cái trang thiết bị cần thiết trên xe. Các bạn cần một chiếc xe tốt, mới, chế độ bảo hành cực kỳ dài 150.000 cây hoặc 5 năm thì các bạn hãy gọi cho mình 0987 3322. Hẹn gặp lại các bạn trong các video clip lần sau. Chân thành cảm ơn.